Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, sáng ngày 8 tháng 3 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Gặp mặt, chúc mừng, chia vui với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội gửi đến toàn thể phụ nữ Việt Nam những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc những nữ chiến binh sao vàng, những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công rực rỡ nữa cho sự nghiệp thể thao nước nhà. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, thời gian qua, bóng đá nữ dường như chưa được nhìn nhận một cách công bằng so với bóng đá nam về điều kiện tập luyện, thi đấu và khen thưởng. Đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và những đóng góp to lớn của bóng đá nữ đối với thể thao nước nhà. Câu chuyện đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua thử thách khó tin về dịch Covid-19 giành vé dự vòng chung kết World Cup là một ví dụ tiêu biểu, sinh động cho hành trình phá vỡ định kiến giới chủ tịch quốc hội nhấn mạnh trong công tác đào tạo cần đặc biệt chú trọng ngay từ khâu phát hiện tài năng và đào tạo bồi dưỡng tài năng thể thao phải đặt năng khiếu thể thao bình đẳng với các năng khiếu khác như toán nghệ thuật văn học ngôn ngữ để sớm phát hiện tài năng có hướng đào tạo bài bản không để bỏ sót lãng phí tài năng trên lĩnh vực thể thao chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh trong đào tạo thể thao cần đổi mới chương trình nội dung đào tạo lựa chọn thể thao thế mạnh tập trung huấn luyện đẩy mạnh hợp tác quốc tế ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ nhất là y học phục vụ phát triển thể chất điều kiện tập luyện chữa trị chấn thương cho vận động viên trong đó có vận động viên bóng đá bảo đảm bắt kịp với xu hướng phát triển thể thao hiện đại